Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức Sơn Tùng MTP được khen hết lời trên trang mạng Thái Lan và Trung Quốc. Hiện tượng của làng nhạc Việt, Sơn Tùng MTP dần dần được các nước bạn chú ý và đăng tải thông tin. Thời gian gần đây, truyền thông các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc đặt nhiều sự chú ý tới làng giải trí Việt khi liên tục đưa tin bài về các ngôi sao hiện đang nhận được sự quan tâm chú ý của khán giả Việt Nam. Gần đây nhất, một diễn đàn mạng Thái Lan đã có bài viết chia sẻ thông tin về nam ca sĩ Sơn Tùng MTP, hiện tượng của làng nhạc Việt Nam vài năm trở lại đây. Mở đầu, tác giả trên trang Bosyon của Thái Lan viết như sau: nói về những ca sĩ nổi tiếng nhất tại Việt Nam, không ai khác hơn ngoài Sơn Tùng MTP. Sau đó, còn dùng loạt mỹ từ như là một người trẻ đột phá tại Việt Nam, có các bài hát hot. Không chỉ vậy, tác giả này còn thống kê rằng mỗi bài hát của Sơn Tùng MTP có bao nhiêu triệu lượt người xem. Hiện tại, trang fanpage đang có số lượng thành viên khủng đến như thế nào? Sơn Tùng MTP hiện đang là gương mặt đại diện của các nhãn hàng nổi tiếng. Sau đó, người viết còn đưa ra nhận xét của mình về các ca khúc của Sơn Tùng MTP. Ví dụ như bài Buông Đôi Tay Nhau Ra được người viết khen nhịp điệu âm nhạc mới, giai điệu nhẹ nhàng. Bài Chắc Ai Đó Sẽ Về được đánh giá có tiết tấu chậm, dịu dàng, dễ nghe. Tất cả đều được người viết bài quan tâm và đánh giá cụ thể. Không chỉ diễn đàn Thái Lan mà trang Tan Tan của Trung Quốc cũng dành một bài viết để nói về Sơn Tùng MTP. Trang Tan Tan gọi Sơn Tùng với danh từ Thần Khúc Việt Nam. Mở đầu, trang Tan Tan viết: những năm trở lại đây, phong trào K-pop với các tiết mục giải trí, các bộ phim truyền hình lan tỏa khắp châu Á. Trên mạng gần đây xuất hiện một thần khúc Việt Nam với phong cách hát, vũ đạo giống với các ca khúc của trào lưu Hayu, nhận được sự hoan nghênh của giới trẻ Việt Nam. Bài báo còn cho biết thêm, tên thật của Sơn Tùng MTP là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994. Năm 2012, anh tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, lấy nghệ danh là Sơn Tùng MTP. Fanpage trên Facebook đạt tới con số 6 triệu người. Bài báo còn chia sẻ thêm, việc tạo hình của Sơn Tùng MTP trong ca khúc đầu năm 2014 mang tên Em Của Ngày Hôm Qua có phong cách hát tạo hình giống K-pop. MV đã đạt hàng chục triệu lượt xem, thu hút số lượng người thảo luận lớn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.